Từ cuối năm 2023 đến những tháng đầu năm 2024, nhiều tấn cua biển thương hiệu Cà Mau đã xuất qua thị trường Mỹ và bán cháy hàng. Loại cua xuất đi đa phần là cua gạch hấp sẵn. Theo đại diện doanh nghiệp, cua gạch Cà Mau có triển vọng kinh doanh tốt vì nhu cầu ăn cua gạch nhiều hơn cua thịt. Tuy nhiên, để vào được thị trường Mỹ là cả một quá trình để kiểm soát chất lượng khắt khe từ quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản. Để đưa được cái sản phẩm qua tới Mỹ thì chúng tôi phải có những cái chứng chỉ. Đầu tiên đó là chứng chỉ về FDA. Và cái thứ hai nữa là sản phẩm trước khi xuất qua Mỹ cũng phải kê khai ra cái quy trình mình chế biến con cua như thế nào. Và chúng tôi phải đưa những cái đó lên trên cái cơ quan thẩm quyền và họ phải xét duyệt. Nhằm giúp hàng hóa Việt mở rộng thị trường, Bộ Công Thương đang tích cực đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị cho sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường. Đồng thời mời gọi nhà mua hàng, tập đoàn toàn cầu đến để kết nối giao thương, nối dài thêm kênh xuất khẩu hàng Việt. Có cái chất lượng là đảm bảo được yêu cầu của thị trường Hoa Kỳ. Thứ hai đó là đáp ứng được các cái tiêu chí liên quan đến hồ sơ, giấy tờ trong cái quy trình xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thứ ba nữa là phải gia tăng cái chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn ngày càng cao về các yếu tố như là tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững. Tôi cũng mong là các doanh nghiệp Việt Nam sẽ căn cứ các tiêu chuẩn, những cái nhu cầu của các nước và là cái cách thức tổ chức đi ra nước ngoài, đưa hàng ra nước ngoài như thế nào, nắm bắt thêm các tiêu chuẩn, tiêu chí của các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các khu vực, để chúng ta quay về, chúng ta sẽ củng cố những cái sản phẩm của mình, nâng cao chất lượng sản phẩm của mình phù hợp với các tiêu chuẩn thị hiếu. Theo các chuyên gia, điểm yếu của các doanh nghiệp là vẫn chưa tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng mà chủ yếu dừng lại ở mức xuất khẩu thô, xuất qua nhà trung gian. Do đó, rất cần thiết phải tìm các biện pháp chế biến sâu, áp dụng và thực hành tốt các tiêu chuẩn chất lượng mà những thị trường quốc tế yêu cầu. Đồng thời cần tìm thêm các giải pháp để xuất khẩu ổn định, bền vững.